Ok, và trước khi xem video này của mình thì anh em đừng quên cho mình một like và đăng ký, và đừng quên lỡ cái chuông kết và đăng ký và chọn tất cả để không bỏ lỡ video mới từ kênh YouTube mình anh em. Thì hiện tại chỉ có 20% là các bạn đã xem video của mình đã ấn nút đăng ký cho mình, thì còn hiện tại là 80% các bạn vẫn chưa ấn nút đăng ký cho mình. Thì mình hy vọng là tất cả các bạn xem video này của mình thì đừng quên cho mình một like và ấn nút đăng ký để ủng hộ mình thật là nhiều nha anh em. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ok, và chào mọi người đã quay trở lại với channel mình, và mình là KG đây. Thì ngày hôm nay chúng ta tiếp tục trở lại với Minecraft Backworld ở server Hero MC các bạn. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi cùng với lại hai thanh niên trong lúc team. Chào thế nào hai thanh niên ơi. Hello mọi người. Alo. Hello. Ok, hết rồi. Thầy tưởng đi đâu, tưởng đi vệ sinh các bạn. Thầy đứng đây diễn. Thế ok. Ấy thì ok, thì trước xem video này của mình thì anh em đừng quên cho mình một like và đăng ký, và đừng quên là ấn cái chuông cấp đăng ký và chào tất cả để không bỏ lỡ video mới nhất trên kênh YouTube mình anh em. Và đừng quên là qua kênh của tất cả thành viên của Rút Tiền ở tụi em nha, và đừng quên là giúp video của mình đạt thật là nhiều like các bạn. Chẳng hạn như là 10.000 like các bạn. Hoặc 100.000 like cũng được. Ok, và đừng quên là đặt những cái vật phẩm mà các bạn muốn làm trong server Hero các bạn. Ok. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ vô bắt đầu để coi hôm nay chúng ta sẽ có gì đặc biệt nha anh em. Ok. Ok, đây thì ngày hôm nay có cái đặc biệt, đó chính là cái gì? Mình chỉ cho các bạn biết thôi, còn hai niên kia không biết đâu. Ok. Nói ra thì thấy hả? Thì ngày hôm nay là gọi sao ta, em có một cái khả năng có thể gọi là tự chế tạo đồ riêng cho mình luôn, hay không? À, biết rồi. Gì vậy? Biết rồi. Ủa, chưa nói hay biết là sao? Kỳ vậy. Ai thì cái đồ này của mình thì nó gọi là mình có thể tự chế tạo, hay gọi là cái ý thích của mình các bạn. Gọi là tự custom anh em. Ồ trời ơi. Các bạn đã có bao giờ có ước mơ là có thể tự custom đồ trong Backworld không? Chắc chắn là có đúng không? Bạn có ước mơ tiền giả hả? Tiền giả. Ok, giải bắt đó nha. Không. Tiền không. Thế ủa, tham lam thì chứ bạn. Anh em thấy Văn tham lam không? Quá là tham lam luôn anh em mặt thôi. Đồ ngu. Đồ ăn hại. Dạ chết dở, giờ mình còn chưa qua mid để mình gọi là mình nâng cấp thì mình mới có thể gọi là tự custom được anh em ạ. Giờ mình chưa có đủ gọi là nguyên liệu để mình gọi là custom, gọi là một bộ đồ gọi là siêu VIP của mình nha anh em. Nhưng mà kiếm sắt mình có thể tự custom đó, anh em có tin không? Sao tin được đúng không? Không có tin được đúng không? Không, ok, không mình sẽ cho các bạn. Thế nào là tin? Đây các bạn nhìn nhé. Mình sẽ gọi là tự custom anh em. Đây. Đây, mình sẽ tự custom. Đây, kiểu như đây là cho là 4 đi. Ôi trời ơi. Quá nhức nách các bạn thấy không? Trời ơi. Đó, tự custom này. Trời qué là đĩa luôn. Hôm nay gọi là khang cân tiêm. Ui giời, thanh niên nào chưa bọc giường luôn này. Geno. Ui trời ơi. Chưa bọc giường mà đòi qua đây là tới không chuyện rồi. Này, 4 của em rồi bạn ơi. Để dành về gọi là nâng cấp mắt. Ủa. Ủa sao anh lại bọc gỗ đây? Thanh niên Văn vào nha. Bóc lóc bằng gỗ luôn à. Để lúc đấy nhắc phải sang thật nhanh à, để kiểu để vừa này. Có gì qua bển mua tất các bạn á, xong bắt qua đây gọi là quất luôn. Ây da. Ui giời, có cung à. Có cung mà đồ dữ. Ây da. Đây nha các bạn. Mình sẽ gọi là custom cái này các bạn. Sao ta cái này thì mình sẽ cho đây. Ok. Cái gì mà cái gì đây? Từ đang có vàng đó. Từ các bạn đây. Ồ, ok, sao nó không có? Đây. Để bỏ vô lại các bạn, từ để xíu. Nope. Ok. Sao giờ lại cái này nó bị gì ta? Còn cái nịt. Ok. Đâu vậy, nó bắn em thử đi, bắn đi. Coi có té không? Bruh. Ok, vẫn té thôi, bỏ đi. Ok, cái tầm này nó lỗi các bạn, không cái tầm được gọi là cái hiệu ứng này anh em ạ. Oh my god. Chết dở rồi. Thanh niên làm sao em gọi là em nắm chùm bên đây đây. What? Làm gì đây? Đi làm gì đây? Làm gì đây? Ây da. Thời sao cung bắn đau vậy? Ây da, chết dở rồi, mình không có cung các bạn ơi. Ây da. Lắm chùm, ok, hôm nay. Ây da, lắm chùm là cái gì? Ok. Ây da. Không sợ. Không sợ, hôm nay người ta hiếu thôi, chứ xíu người ta mạnh liền giờ, để xíu đi, để về nhà gọi là nâng cấp cái đã. Ok, thề các bạn. Ây da, ui trời ơi, xém te. Oh my god. Trời ơi. Sợ tiếng, ui. Bán cái gì, bán dữ vậy, trời ơi, bán từ bên kia qua tới bên này luôn anh em ạ. Oh my god. Ok, đây, đợi đi, gọi là người ta báo thù cho coi. Biết thế nào là lỗ đệ nghe không. Ok, nâng cấp cái máy trước đã, tính sao. Ok,
Đây, hôm nay gọi là mình gọi là nâng cấp, gọi là tự custom đồ dân giả đó các bạn. Không có dùng đồ gì quốc trị đâu đó, mình dùng đồ dân giả thôi. Ok. Ok, đây. Các bạn thấy không? À, giờ mình sẽ gọi là cho cái này cho nó gọi là bro thêm xíu bạn. Really nigga. Các bạn thấy số gì không? Trời ơi, số đẹp. Ôi trời ơi. Oh my god. Rồi, mình xem gọi là mua. Gì vậy? Ê ê ê. Ê. Ui rồi, ăn thắng nhảy. Ui da, thanh niên mới té đúng không? Đâu bị tao quýnh, đâu bị mày này là tao té nè, tự té nè ba. Ok. Quán đâu, quán đâu, quán đâu. Nghe nói là lão. Ui rồi ôi, cái gì đây? Thanh niên vạch đang chơi lớn thôi nha. Này, gì lão thế. Đâu, bởi đúng vào đây nè. Qua đây, vanh qua đây, đừng có mà bán. Thề chứ, bán là không có đang mặt là đem như rồi. Qua đây. Làm sao bị sợ? Ok là nhá. Làm sao phải sợ? Làm sao? Làm sao ấy nhờ? Không, cái đấy hơi lỗi khang ạ. Cái đấy không tính, không tính. Cái đấy là nhát thôi. Tại câu ạ. Là một cái trang giấy. Ôi ôi, thanh niên tự xử luôn mà. Tính ra mình còn chưa được kịp làm cái chia rứa. Ôi trời ơi. Ôi ôi, sao kiếm được sai ơi? Bạn chưa bạn? Ôi trời ơi. Kiếm nào độc mà ui rồi. Kiếm nào độc có anh chen bao giờ? Tào lao chứ. Trời ơi, các bạn thấy gì chưa bạn? Độc thì tại không gì. Trời ơi, người ta gọi là tự custom kiếm mà Ben. Ok bạn ơi. Rồi mẹ. Rồi đố khăn. À, để đi. Để đi, để. Ok, để đi. Cứ đó mà gọi là gáy đi các bạn. Cứ ngồi đó mà gáy đi nha. Em này không sợ. Cứ ngồi đó mà gáy đi. Ok. Rồi đã. Từ nha, giờ để mình về mình mua cúp đã. Để coi đập được không nha. Để coi thanh niên gáy được bao lâu các bạn ơi. Ok. Chắc chắn là vài giây là mình đập gọi là banh cái giường. Banh tin không? Trả lời. Banh nút tin không? Trả lời. Rồi. Giờ mình sẽ gọi là lên đồ bạn ơi. Lên đồ gọi là giáp kim cương luôn. Gọi là kiếm. À bây giờ mình sẽ dùng mấy cái kiếm gọi là bơ rồi đi. À, như kiếm này đấy. Kiếm này gọi là mình sẽ kết hợp với lại là cái này các bạn. À, kết hợp nhiều các bạn. Từ custom mình chơi lớn luôn chứ sao. Đó, cho hết vô. Rồi. Mình sẽ nóng lên. À cái này nó không hiện lên nhưng mà thật sự là nó được enchant vô rồi các bạn. Ok. Rồi. Đây nhá. À, một cái cúp trước đã. Ai à, cúp gỗ các bạn. Bạn thấy cúp gỗ không? Nhưng mà đừng có đùa với cúp gỗ bạn. Đừng có đùa với ninja rùa. Đấy trời ơi, các bạn thấy gì chưa? Thấy gì chưa Vanh? Vanh thấy gì không? Ngày hôm nay đã đi không đi tay nhau á. Các bạn theo đó các bạn thấy gì chứ? Ôi trời ơi. Ý. Ây da, hôm nay Vanh gọi là Vanh chuyển gọi là phòng thủ á. À. Ôi trời ơi, đâu rồi? Vino gọi là đang gọi là chuẩn bị đồ gọi là qua chinh chiến mà đây nè mà. Thanh niên đánh không lại đâu. Trời ơi. Hôm nay phải gọi là mấy thanh niên này phải gọi là không thể nào mà gáy được luôn á. À Vanh à. Vanh có tin cúp gõ đập được MR không Vanh? Ê ê, gì đây? Trời ơi, người ta mới chào hỏi siêu bắn dữ hả? Ok, cứ đó mà bắn đi. Không sợ chứ. Tiện mình gấp kim cương chi trời. Ây da, ơ kìa. Uầy, cúp gỗ đập phát bánh. Đi ơ kìa sao này thì bạn. Ui ôi. Uầy. Uầy, kiếm xịn thật sự anh em ạ. Ui ôi. Này. Bộ lộn đây là cái rìu chứ ba nhập. Ây da, nhưng mà mấy con golem đánh đau quá. Ngô sao không hợp tác. Dạ, trời chơi hợp tác. Để nó vừa bắn này. À ra là vừa đâu bắn em à. Nhìn bắn ai. Ây da. Thầy Vanh thấy em lũng máy lỡ vậy Vanh. Cúp gỗ thôi đó Vanh. Cúp kim cương là Vanh đi rồi. Rồi không giỏi. Ây da. Thầy. Cái con này. Ây da. Ui ôi. No, rớt rồi, rồi, xong luôn thầy, cay được chứ. Thanh niên Geno nha. Hay lắm. Ok fine. Kìa, Khang sao đào không để lại block của Khang. Không thích để làm sao. Ui rồi. Bay màu luôn nè, bay mất tiêu luôn anh em. Ui. Thầy, kiểu cây này mình kết hợp với lại gọi là bật lùi với lại lửa vô phát. Ui rồi ôi. Nói. Chỉ có Khang sẽ thấy bất ngờ ở trong cái giường. Ây da. Đó chính là. Đó. Một block gọi là ok cứng nhất. Ok để thử nhất. Ây da. Luôn cứ bước ra gặp thanh niên này anh em ạ. Bây giờ đồ vay tự cút tầm nó ở trong đấy. À, đây mình còn một chiêu này các bạn. Ây da. Ơ kìa. Ta luôn người ta đang dùng chiêu mà. Thức khổ quá các bạn.
Mình đang gọi là tự cách tâm mà thề. Nhưng mà không sao, do là pha đó hơi lõi các bạn ơi, pha đó còn hơi lõi do tiện đứng nhà địch mà kiểu mình à, muốn xem đồ không, của anh không? Xem chi? Trời ơi, đây, này mình mua kiếm hắc long đi các bạn. Cho xem đồ không có muốn xem. Trời ơi. Cho bạn xem nào. Đó, bạn thấy gì chưa bạn? Xem không? Trời ơi. Nào xem à, của ai xịn hơn. Từ nó mới xem. Từ để cho nó hồi máu bạn. À. À dạ. Nếu đừng đánh anh nhá. À dạ. Để anh à, qua okay, cho okay, anh xem. Cứ qua đây cho em xem đồ đi. Tầm gọi là siêu xịn. Đấy. Lên cấp tầm đồ hàng quạt đấy, lên cấp tầm hết anh em. Không có đùa với Ninja Ro được nha. À, cấp tầm lên hết đây. Trời là 10 luôn anh em, 10 luôn. Tầm đâu? Đó, đó trời 10. Ơi. 10 cho 100 luôn hả? Tầm dữ vậy. Trời ơi, cho 100. Cho 100 hết. Đừng, 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 trời dữ rồi, dữ hồn với trời. Ok ok. Không làm gì ơi, đừng làm tí bọn tôi á, cho xem đồ á, xem đồ cút tầm bông. Ok, từ cách tạm bạn. Được lắm, được lắm. Ok, ok. Thù này không trả không phải là khen gờ các bạn, mà là khen gà. Ok. Hay lắm. Ừ, cứ đó mà cười đây đây. Mình sẽ gọi là mình tự cách tầm lại các bạn. Cút tầm mà dám cút tầm ơi một ơi. Nghìn. Cứ ngồi đó mà gáy đi bạn. Cho banh gáy anh em. Cho banh thoải mái mà gáy anh em. Mình gọi là mình có gọi là công thức riêng. Zeno muốn xem đồ custom không? Coi đi, Zeno coi đi, vừa lắm Zeno, ghê lắm. Đồ custom của anh gọi là đúng chuẩn bài đồ custom luôn anh em ạ. Đúng custom luôn, ok. Thôi, bây giờ gọi là mình nghĩ là mình nên đập giường luôn anh em ạ. Này, giờ cây cúp này đập giường được rồi. Vanh đang đâu nha? Ai đập làm gì? Không, thôi, đừng đập. Vanh á. Vanh làm gì có ở nhà đâu. Ok, Vanh không ở nhà thì thôi. Không, Vanh không có ở nhà. Ok, Vanh không ở nhà nhá. Ok bạn. ok nha. Ok bạn nha. Ui. Ok gì đấy? Nhờ đáp TNT gì đây? Dạ. Ui rồi gà. Đây rồi, xin nha. Thả thôi. Đi về, đi về các bạn ơi. Đi về. Ok, đi về nha. Ui, bắn luôn. Ai đấy nhờ, ai đây. Khang ơi, về làm gì lấy oxygen và xây nhà cho đẹp. Không, đâu. Đâu? Lấy oxygen. Đâu? Cho oxygen đây. Đâu? Đâu? Đấy. Không, ta cắt cúp này, nhìn nè, nhìn nè banh. Nhìn cúp em cử cách tầm này. Đâu? Cúp gõ mà sao gớt block. Trời ơi. Cúp gõ không gớt được block ba ơi. Trời ơi, gớt. Trời ơi. Phải làm cúp. Này thì bọc oxygen cho tôi. Trời ơi, đấy các bạn thấy gì chưa? Không thể nào mà được các bạn. Trời ơi, đây các bạn thấy không? Rồi thôi giờ qua xử cái Zeno các bạn ơi, cho thanh niên banh. Ui rồi. Thanh niên banh trái hơi bị lâu luôn. Do mình gọi là trái tới gọi là 100 level nè. Oh my god. Ây da, nhà thanh niên này thô sơ tới nhờ. Dùng cung mà lại dùng cung à. Thô sơ mà tưởng ai biết nhá. No, nước. Cũng dễ đây. Rồi sợ nó mà cười đấy các bạn. Các bạn nhìn đấy bạn, mua một cái cung bình thường các bạn. No, mua nước. Rồi luôn, thanh niên đi rồi đấy. Thanh niên đi rồi đấy. Con rồi con nhà đã bị tiêu chết. Ui rồi tính ra cái kiếm mình lửa rồi cháy rất là lâu nha các bạn. Nước ở trong nhà không được. Cho 100 thôi các bạn, cho 100 thôi. Chứ gọi là nhiều quá các bạn gọi là bảo thăm mình là ham lam. Đâu gì đâu qua đây. Ê đâu vậy? Ai bắn dính là bro. Ui quay gì đã bị trần dần bắn dính. Ok không phải. Ok trần dần bắn dính bạn, mình là trần dần. Hãy xem đây. Ok. Ui trời ơi. Thôi. Xin cái giường nhá. Thôi các bạn, thôi trận này gọi là xin nhá. Xin win luôn nhá. Ok. Hãy xem đây. Gọi là tuyệt chiêu này chỉ có mình có thể làm được thôi các bạn. Xin. Ok. Cười. Ui rồi, bắn không dính đây à. Ui rồi, thế mà không dính các bạn. Ảo mà thì đi đâu đây? À định qua nhà tôi. Yeah. Đi lọt rồi đây mà.
Anh liên lạc rồi. Ui rồi gà. Ui rồi. Ơ gà. Ơ à. Trời ơi. Ơ gà. À còn sống à, còn sống được. À nó liên câu thật sự đấy ạ. À ghê đấy, ghê đấy. Cũng cũng gọi là có chí khí, có chí khí. Ok ok. Đây để mình bán mấy pha này nhăm nho gì. Trời ơi. Sắm ba mấy cái pha này đi. Anh đi này gọi là cháy tới chết anh em. Ui. Ui trời ơi. Ôi trời ơi. Các bạn thấy không? Quả kết tầm gọi là quá là chuẩn luôn các bạn. Thề luôn đấy, thề quá là xịn, các bạn thấy không đấy. Ok các bạn, giờ là qua gọi là làm thêm trận đi. Trận này, trận sau mình sẽ cho gọi là cho mấy thanh niên tự kết tầm đòi anh em. Ok, rồi chúng ta sẽ gọi là vô trận thứ hai anh em. Ok, let's go. Ok các bạn, đây giờ chúng ta vô trận thứ hai nhé. Trận này gọi là mấy thanh niên tự kết tầm các bạn, nó là hơi đáng sợ xíu. Ok. Ôi dạ, sợ nhất thanh niên Geno anh em. Thanh niên mày kết tầm quả cung y chang mình thì ôi trời ơi. Nó gọi là ôi trời ơi luôn. Okay. What the hell? Thôi giờ qua mid trước đã anh em, qua mid trước gọi là có MR trước rồi mới gọi là chuẩn bài anh em ạ. Ok. Đây. Ok, gọt cái giường trước ạ. Cái giường an toàn thì gọi là cái mạng sống của mình nó mới an toàn được. Ok. Qua mid bạn ơi. Đây, let's go. Ok. Đã thế lần này. Ghê vậy, ghê vậy. Ok. Không cần qua luôn. Ok, bắt từng cái tầm nha. Ok. À, cái này thì mình chưa kết tầm mấy cái hiệu ứng bro vô được các bạn, nhưng mà hôm sau mình sẽ gọi là cố gắng có thể update gọi là cái máy gọi là tự custom này nha anh em ơi. À, tự gọi là điều chỉnh rồi cái hướng. À, giờ mình là người qua mít đầu tiên không các bạn. Trời ơi, tốc độ nó thượng thừa. Oh my god. Ok. Tính ra bây giờ mình có thể gọi là tự custom cái kiếm này mà. Ok, tự custom cái kiếm gọi là cho nó chắc ăn chứ đã anh em ơi. Rồi kiếm mình gọi là nó xịn sò trước đã. Ok. Gọi là ai qua đập cái bài màu luôn. Rồi, nó giật phát không? Nó giật phát là nó chiếu sáng lên liền. À, vẫn chưa ai qua mít á. Ui rồi, hôm nay không ai qua mít luôn. Oh, ok ok, gọi là thời. Tự cách tầm. Ok ok ok. Tự cách tầm à. Tính ra kiếm gỗ mà tự cách tầm thì bả cháy các bạn, bả cháy luôn. Ok. Chỉ hy vọng là mấy anh đi không cấp tầm gọi là quá lố tay đi. Lố tay rồi luôn. Ok, không lố nha. Bánh thề. Ok, bánh thề nha. Bánh phải tề chứ, bánh tề là bánh làm ngược lại chứ. Ok. Rồi, rồi giờ gọi có 5 viên này, 5 viên này mình sẽ gọi là mua TNT kim cương. Ok. Tiếng toan, ok. Ok. Xong 100.000 được à? Cái gì? Cái gì vậy? What? 100.000 hả? Các bạn thấy chưa? Không có lố các bạn. Không có lố nha. Không hề lố các bạn. Không, không có lố, người ta đã nói rồi. Không lố là không lố các bạn. Ok. À, giờ gọi là mua cần câu bạn, cần câu qua nhà mấy niên quốc luôn, chơi luôn chứ không gọi là mấy thanh niên cho, không cho mấy thanh niên thời gọi là thời gian tự kết tập nên. Cho mấy thanh niên thời gian, mấy niên tự kết tập đồ toàn viết thôi như anh đấy. Không có lô mà là quá đà luôn anh em mà. Ok. Thấy gì chưa các bạn, thấy gì chưa? Chúng tôi à. Ok. À màu vàng, màu vàng, màu đỏ. Ok, thấy nhà màu vàng rồi nghe. Ok. Thời về nhà, nâng cho cái máy gọi là ra MR trước đã các bạn. Rồi lúc đó mình có đồ VIP thì mình gọi là mình tự cách tầm đồ bro hơn được. Đồ có kỹ năng các bạn. Đấy, ok. Rồi, nhặt MR để gọi là nâng cấp lên đồ có kỹ năng bạn. Kiểu như mình dùng gọi là rìu tho các bạn, nhưng mà mình có thể tự cách tầm đó. Trời ơi. Quá đã. Ok. Đây. Thanh niên Geno bắt đầu cười, biết thanh niên chuẩn bị làm cái gì đó các bạn. Bạn cũng biết mà đúng không? Ok, à, kiếm lửa à, thôi mình dùng kiếm này đi. À, lưỡi, à, không, không có lưỡi các bạn. Ok, đây, họ cho. Cái này lưỡi. Thì cho này nó lố quá các bạn. Cho như này luôn. Này lố. Này thì lố, mà thế này không thế này thì cái này được rồi các bạn ơi, cái này được nè. Mấy thanh niên gọi là tự gọi là đánh mình là mấy thanh niên cũng tự đánh mấy thanh niên luôn các bạn. Gọi là gì ta, gậy ông đập lưng ông đó các bạn. Ok. Rồi rồi đi săn thôi các bạn. Tao không phải gậy ông đập lưng bà. Rồi. Đập lưng bà kỳ lạ đi. Đập lưng bà làm gì? Tào lao. Tại chứ gậy của ông thì đập lưng ông tới chứ đập lưng bà chết dở rồi. Ai da. Ai da, à đấm lưng cho bà. Ok. Gậy ông đấm lưng bà. Ok các bạn. Đây. Đóng quá. Bắt bà đi luôn. Ok. Ok.
đâu rồi, cái tầm của anh đâu rồi, cái tầm của anh đâu, quýnh đi. Ừ, quýnh. Quýnh đi, quýnh đi. Thôi, quanh quýnh đi. Thôi, quýnh em đi. Thôi. Quýnh đi. Không quýnh à. Không quýnh à. Ờ, kìa tới đây. Đánh kìa, đánh kìa, đánh kìa. Đánh này Hoàng, đánh. Đánh, đánh, ok. Ôi trời ơi. Ok. Thấy chưa, bảo rồi. Mình đã bảo rồi các bạn. Gậy, gậy ông rồi đập lưng ông các bạn. Ây da, ây da, thanh niên cũng ở đây à. Thanh niên, mấy thanh niên này không mua giáp các bạn. Tính ra mình mua giáp rồi nè, đây. Ủa sao mình chưa mua mà, quên. Mua cung à, mua cung à. Ây da, ây, ôi, ôi, cung gà thế. Cung thế này đi, ui rồi. Ui, ấy, cung mạnh đấy, cung mạnh đấy. Bắn đi, ăn đi, bắn đi. Ui, ôi trời ơi. Ôi trời, thanh niên bay mà luôn à. Oh my god. Ui trời ơi, các bạn thấy gì chưa? Hơi non các bạn, hơi non. Vừa nãy nè thế rồi, rồi 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 rồi, rồi quýnh đi. Quýnh. Ok lại nha, lại nha, lại nha. Ok. Ok. Cái gì kỳ lạ, tao đi vẫn còn sống kìa. What? Ảo mà tới nhờ. À ok ok. Thôi thôi biết rồi, mình biết các bạn, mình chỉ cần nhìn sơ thanh kiếm là mình đã biết thanh niên gọi là từ cách tầm kiểu gì các bạn. Trong đầu hết rồi, mấy gọi là công thức rồi trong đầu em hết rồi. Trời ơi, em đi guốc trong bụng vanh luôn á chứ. Rồi, Khang qua đến nhà mình nhưng mà Khang không đập giường luôn. Ơ kìa, không phải là không đập giường mà ta chưa kịp đập nha. Nha, nhưng mà là không đập nha các bạn. Nói chung là mình nhường đấy, kiểu như vậy. À, chắc chắn là thanh niên này đã dùng cái này các bạn. Chắc thanh niên này dùng cái này nè. Đấy, các bạn thấy này không? Rồi cho rồi, đấy. 1000 các bạn, 1000 đấy. Xong rồi, sao ta, đấy, tới cái này 1000 thôi á, Văn cho 10000. Khang cho đúng 1000. Ok, Văn là nhất nha, Văn nhất Văn luôn, ok. Ok, không hề lố các bạn. Không có hề các bạn ơi. Lố là không có hề luôn, ok. Nhưng mà nãy giờ mình chưa cho các bạn coi cái này đúng không? Đây. Ok, cho 0.5. Cái này là cái gì? 5 giống vậy mà ta. Vậy 0.5. Cho 1 các bạn. Ok, nó giật cái kiếm nè. Đó. Oh. Oh yeah. Cái này cũng hơi nguy hiểm các bạn, tại vì nó chạy nhanh quá. Cay thật sự anh em. Vừa mới cách tầm ra chưa kịp gọi là số hàng. Tên điên bắn quả bay vào luôn các bạn. Cay thật sự. Ghê nha, cho nên cách tầm ghê đấy. Thời chứ mình gọi là cho lố luôn. Thời thanh niên gọi là vậy là không được các bạn. Bây giờ mình là nâng gọi là lên giáp luôn các bạn. Cho rồi là 1000. Lần này mấy thanh niên gọi là không thể nào đánh lại mình các bạn ơi. Đâu thanh niên vô đâu đâu, ra đây. Ra đây. Từ từ. Ai mà chơi từ từ thề chứ khổ. Ok, đây 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 đây. Thử mình cho số 2 các bạn. Xem có động vào được vào sân tập ghê dữ, ghê dữ dằn. Vino có bắn được em không? Coi Vino có bắn được em hay không á. Ok. Có bắn được em hay không á là những vấn đề. Lo cái mặt cuối rồi. Ôi sao tự thấy gì chưa bạn? Quá đỉnh cấp. Ok. Dạ. Quá đẳng cấp bạn ơi. Ồ trời ơi, thanh niên làm sao? Làm sao? Rồi, thôi thôi qua xử van nốt anh em ơi. Thanh niên rồi vậy. Ôi trời ơi, chết dở là thanh niên cấp tần quả này thì đi rồi. Oh my god. Từ mình có khi nào mình cầm cái này gọi là mình cũng gọi là chơi lớn được không nhỉ? Để coi coi. Mình thử cho hiệu ứng này coi bạn. 99. Oh. 10.000. Ok. Mình đang tự phút tầm. À da, đập đá được không? Ui giời, nó đập vẫn, nó không đập đá được các bạn. Ok. Thế này gọi là mình phải gọi là đi về nhà. À, ôi trời ơi. À. Gì đâu. Ok, ok, ok. Thề luôn các bạn. Ta ảo ba cái. À, có cách rồi, có cách rồi, ok. Đây rồi, đây rồi, đây rồi là đôi giày. Ok các bạn. Cái gì? Đây. À, thế là ghê quá, ghê quá. Ok các bạn. Thề ghê thật sự các bạn. Quá, quá xuống lòng đất luôn em ạ. Ảo ma thiệt chứ. Ok. Đây, rồi ok, mình chỉ cần vô đây các bạn. À. Giờ mua cây cúp chứ đã. Đồ Vinh custom là không ai có thể chơi vậy. Được. Ồ ồ. Vinh có thể nói bí quyết cho em biết đâu. Được không nào? Ghê quá vậy. Ok. Rồi mua cái này các bạn. Đấy, mua không? Mua đồ rồi, sẵn sàng chiến đấu anh em ơi. Let's go. Nào, Zeno đánh Vinh đi. Zeno đẩy lùi Vinh đi. Thì bắt đầu tự cách tầm được mấy đi gọi là đang gọi là xô trình với nhau anh em ạ. Đây mình cũng qua luôn, mình cũng qua gọi là chung vui các bạn. Trời ơi, Zeno gà đấy. Cái gì? Ấy da.
Ây da, bay màu luôn á. Ok kìa. Gà, ui. Gà. À, biết rồi, tránh đi. Ui, ui giời ơi, đấy. Này thì cái tập, ủa, lên được hả? Lên như là, ok, ok. Ui giời ơi, gà. Vậy biết chưa, biết cái gì? Biết rồi, sao, biết cái gì? Nói mau, không là em đập giường. Không phải, không. Khai mau, có khai không? Có khai không? À đây đây, khai. Có khai, khai không? Khai, ok. Khai đi, khai. Có. Khai đi. Đó chính là... Là cái gì? Là cái gì? Đừng có bấm phím. Là cái gì? Đừng có bấm phím im tôi. Nhanh lên, khai mau. Là cái gì? Là... Là này, là giúp tôi này, là này. Cho một phát đi luôn nữa bạn. Trời, tôi chắc đi luôn quá. Là... Sao? Để nó nói chuyện. Làm sao? Làm sao? Thời tiên đang cất tầm cái gì nha? Ôi, mình chưa cút tầm không biết, xong. Không biết, cho đi luôn. Không khang. Biết. Là gì? Là... Ui! Ui ơi, cái gì đây? À, cái tầm chạy nhanh luôn à. Bài đặt bắt trước tôi luôn á. Gà các bạn. Chơi là bắt trước không có được rồi. Ây da, bắn đi. Có chết được hay không mới là vấn đề. Ok các bạn, fine các bạn. Cái thật sự các bạn. Tổ cách tầm. Ok nhá. Thôi mình nghĩ là lần này là cho mấy đi sớm là được rồi các bạn. Không để cho mấy đi gọi là lộng hành như vậy được các bạn ơi. Chết dở rồi mấy không? Các bạn thấy giòn đấy. Gọi là tan hoang nát nhà rồi đấy. Cắt tâm được ra cái gì cơ vậy? Được luôn hả? Làm sao? How? Thì mua bằng bên bên em rồi. Là sao ba? À ok hiểu các bạn. Ok tự cắt tâm các bạn. Ok. Rồi giờ em cũng tự cắt tâm này. Là biết thế nào là lễ độ anh em ơi. Không ai có thể. Có mấy thằng đi biết thế nào là lễ độ. Cô thử đánh banh đi. Thôi nhá, để mình coi còn cái gì. Hay đấy à. Hay à. Cái này mình có thể gọi là Bluetooth được các bạn. À, ok. Ây. Ôi giời, mấy thằng người ta. Tơ người ta tị như không thấy ai luôn. Đây, Gino có ngon qua mấy đê, Gino có ngon mấy đê. Mình đã cho tất cả những thứ gọi là tuyệt nhất vào trong này rồi. Gino có ngon qua mấy đê. Ok. À, tính gì? Tính cách tầm gọi là xương đó hả? Không. Ôi ơi. Sao? Làm sao? Quýnh em đi, quýnh đi. Quýnh em. Ôi trời ơi, đây các bạn thấy chưa? Cái tầm thế này mới gọi là cái tầm các bạn ơi. Trời ơi. Ui giời ơi, khàn gà. Ok, khàn gà các bạn. Ok, mình gà. Đây, giờ mình gọi là cái tầm quả gọi là chí mạng nha anh em. Chí mạng cho banh đánh gọi là tới mốt cũng chết luôn các bạn ơi. Chí mạng chứ. Đây, chí mạng là đây các bạn. Ok, tăng speed luôn các bạn. Chạy cho lẹ. Ok, lên. Đâu rồi, banh đang ở đâu? Ra đây. Đang nha. Okay. Rất là trung thực, ok. Đánh đi. Dạ rồi. Đánh đi. Ui da. Ây. Sao bạn? Vẫn còn cách. Không, có cách. Có cách hết người anh em. Chúng tôi đều có cách của riêng mình. Người anh em à. Người anh em à. Chạy lẹ vậy. Ây. Ui ôi, gì đây? Hảo mà thật chứ. Ok. Hay lắm. Được đó đây. Ok. Dở mấy thầy đi. Thấy cách hay không? Hay, good job. Ok luôn. Ok là bạn nha. Đây, mình cũng gọi là có cách của mình các bạn. Ơi, không có đùa. Này, tí lại thấy đồ lên dạ, vài chục tỷ. Không có vài chục tỷ được, làm sao mà vài chục tỷ được, tao lao. Giới hạn gì coi như đó thôi, kêu vài chục tỷ chết dở rồi. Mình biết thanh niên rồi là mua cái gì mà các bạn. Thanh niên này mình không mua cái này các bạn. Mình không có chơi như vậy các bạn. Ok. Ai sai. Đấy các bạn thấy không? Đấy máu trâu liền. Đây. Không phải mua à, gì đâu. Okay. Trời ơi. Người ta làm 1 tỷ giáp à. Chức tấn công. Kìa 1 tỷ giáp công thì chịu rồi. Trời ơi, chơi 1 tỷ giáp công. Ôi ôi, cây thì các bạn thanh niên gọi là cách tầm 1 tỷ tấn công kìa. Cây thật. Hay lắm. Ok, mình vẫn còn cách mà các bạn, yên tâm.
Chuyện đâu còn có đó bạn. Ây da, thanh niên có đập được giường hay không là vấn đề anh em ạ. Chà. Ây da. Ok. Anh nhỏ quê thông cho khán này lùi ạ. Ê, ôi giời ơi, các bạn thấy gì? Ôi giời ơi, văn gào quá bạn ơi. Ôi giời ơi. Này thì cách tầm thì chúng tôi nè. Nhập rồi, nhập rồi. Cách tầm quá gọi là bật lùi 1000 là bro liền. Đấy thì ok các bạn, thì là mình nghĩ video hết rồi. Thì các bạn hết video của mình thì đừng quên cho mình một like, đăng ký và đừng quên là ấn cái chuông, cấp đăng ký và chọn tất cả để không bỏ lỡ video mới từ kênh YouTube mình nha em. Và đừng quên là qua kênh của tất cả thành viên của team họ tên nha. Ok, bây giờ thì hẹn lại sau. Bye bye mọi người. Bye bye. Bye bye. Bye bye.